Hoảng hồn trào lưu bẻ xương khớp kêu răng rắc để trị đau nhức cơ thể. Chắc hẳn nhiều người đã không còn lạ gì với những clip bẻ khớp thu hút hàng triệu lượt like, tim trên TikTok. Những đoạn clip này trở nên viral nhờ những tiếng kêu rắc rắc cực kỳ đã tai. Cũng nhờ vào sức ảnh hưởng và độ phổ biến của các video này, các cơ sở cung cấp dịch vụ bẻ khớp đã thu hút nhiều người đến thăm khám. Với niềm tin sau khi được chữa trị theo cách thức này, con người sẽ giải quyết được những căn bệnh như thoát vị đĩa đệm, cong vẹo cột sống. Thậm chí, bẻ khớp đã trở thành trào lưu khi các bác sĩ trên TikTok đã hướng dẫn mọi người tự thực hiện tại nhà. Nhiều TikToker trẻ bị kích thích đã hưởng ứng, ngày càng nhiều chỉ với mục đích tham gia thử thách, biểu diễn, câu view. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này sẽ để lại nhiều hậu quả khôn lường, khiến người bệnh có thể gặp phải nhiều rắc rối hơn là được chữa trị. Cụ thể, theo các bác sĩ, để tạo ra tiếng động đã tai này thì người thực hiện bẻ khớp sẽ sử dụng một lực rất mạnh lên bệnh nhân và có thể gây nên tình trạng gãy xương. Tại các khu vực chứa tủy sống và phần xương cổ, nếu bị tác động một lực quá mạnh sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường, thậm chí là tử vong. Các biện pháp trị liệu này vẫn đem lại hiệu quả nếu biết tận dụng đúng cách, sử dụng lực phù hợp nhưng không phải là khi làm theo trào lưu, thử thách. Ngoài ra, cũng còn nhiều trào lưu xấu được lưu hành trên TikTok như ăn cà rốt chấm mù tạt để giảm cân, tẩy trắng răng tại nhà bằng baking soda. Người dùng TikTok cần thật sự tỉnh táo để tránh trải nghiệm thử thách gây hại đến sức khỏe bản thân cũng như không phát tán những thông tin xấu độc đến rộng rãi nhiều người. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.